Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đang có mặt trên một chiếc tàu biển 7.500 tấn, có thể là 7.000 hơn ha, đó là cái dự đoán mình thôi. Thì các bạn nhìn thấy mấy cái bao gạo dưới nè, nhìn giống như là hộp đậu xanh vậy. Không biết là 7.000 hay bao nhiêu, mình hồi nãy là mình dự đoán rồi ha. Bây giờ thì hôm nay mình quay cái quá trình bên cẩu từ bên Xà Lan đi qua đây chắc cho mọi người xem. Đó, các bạn thấy không? Không biết bao nhiêu mà nói là bao gạo mà nói cho nên là nhìn nó khủng khiếp ghê chưa. Đây là mình đang ở giữa sông ha. Đây là chiếc này nè. Đây, ở đây thì mấy anh em công nhân đang là chắc ở phía trước. Hôm nay thì mình đang ở giữa. Còn cái chỗ này là cái nắp hầm của cái chiếc này đây các bạn. Chiếc này thì có cẩu luôn ha. Ở bên kia cẩu qua thì mấy anh buộc dây như thế đó. Một cái kiện như vậy là khoảng 5 tấn, 4 tấn mấy, 5 tấn. Chiếc này thì nó đi biển thôi nha các bạn. Chiếc này từ Thái Lan đi về. Tại vì cái này thì giống như là bên kia chở hàng về, rồi bên này chở hàng đi. Đây là gạo ha. Đây là mấy chiếc xà lan cứ nhỏ nhỏ lấy từ trong mấy kinh nhỏ đồ ra đó, hay là trong nhà máy đồ đó. Rồi cái đưa lên đây tập kết ra đây. Rồi qua đây thì bắt đầu sẽ xuất khẩu đi nước ngoài. Thì cũng như các bạn đã biết rồi đó, Việt Nam mình thì xuất khẩu lúa gạo đứng thứ hai ở thế giới sau Thái Lan. Thái Lan thì xuất khẩu lúa gạo ngon, còn Việt Nam thì xuất khẩu gạo thường rất là nhiều. Đi một vòng ra đây cho mọi người xem này. Đây là cái mũi phía trước của chiếc tàu nè các bạn. Đó, thấy chưa? Quá bự ha. Phía trước là mỏ neo rồi, nhìn kinh khủng. Mình sẽ chắc dây đi qua đây. Đây nắp hầm trước đây nha. Đây là cái cẩu nè. Thật không ngờ cái bèn nó bự dữ dằn ha. Cao chọc trời luôn, phải chơi nha. Cái bên này thì mấy anh xà lan cũng anh xà lan mini cũng đang cẩu qua đây nè. Wow, cái dàn neo dàn tời phía trước khủng khiếp, hầm bọng gì đủ thứ hết, dã man. Thì có mấy chị nữ bên này đó nè, chắc là thư ký hay sao. Rồi phút rồi. Rồi mấy anh giờ này nghỉ trưa hết luôn rồi, buồn ơi là buồn. Qua trễ quá mà. Đây mình thấy bất ngờ có một chiếc, má ơi, chiếc gì bự như vậy. Rồi anh chạy kìa. Ồ, cái chiếc này nhìn cái tháp giống cái tháp Eiffel đi ha. Khủng khiếp chưa, chạy không có một miếng khói luôn. Rồi mấy chiếc này chạy nó phê thì các bạn, bị chá nắng rồi. Quá khứ mấy chiếc này thì các bạn biết sẵn rồi đó, đi chỉ đi ra cửa biển rồi đi nó mới thoáng thôi, còn là hàng khủng không ha. Cái này của nước nào đây mình cũng không biết luôn. Anh đi xuống cảng ở dưới. Đây là chỗ cảng Mỹ Thới ha. Wow, bây giờ đi lên đây khám phá một vòng thử coi ta. Đây là toàn là tiếng Anh gì không, cái sổ đầu mà. Không biết vụ gì luôn. Nơi neo bọng rồi, nhìn cái ở phía trước còn dữ dằn nữa các bạn. Mấy chiếc này thì không biết được mà khám phá, tại vì mình thì gành thì những cái chiếc tàu cá với xà lan rồi thôi, còn mấy chiếc này thì phút tầm kiểm soát của mình này. Cái chiếc này đang làm gì đây, chắc quầy đầu. Wow. Mấy chiếc này chạy không có giống như mấy chiếc xà lan của mình ha. Xà lan cái tàu cá mình chạy cái khối mịt mù chứ. Đó, anh này nó quầy đầu rồi các bạn. Cú quay đầu đi vào lịch sử của chiếc tàu siêu to siêu khổng lồ nè. Tàu này thì chắc mình nghĩ không thể nào mà dưới 5-6 ngàn tấn đâu ha. Cái thép nó quá là dày. Wow. Anh quay đầu anh buông neo. Nhìn giống như một cái chiếc du thuyền vậy ha. Quá, hai cái tháp đó nó cao dữ hết anh. Dạ, cẩu đó đâu có xài đâu. Làm cho chơi. Để làm chơi đó hả? Này cảng ấy nó mới xài, còn mà cảng này không có chơi, xài với nó chậm dữ lắm. Vậy đó ha.
cẩu đó. Chắc ảnh quay đầu đến bỏ neo gì chiếc này nè. Bỏ neo đó đừng làm hàng quá. Ảnh đậu túi ở trên cái sau chứ. Đúng rồi. Bỏ neo các bạn. Ôi ôi ảnh ve kìa, khối kìa. Coi thử coi nha. Ôi có khối như là xà lan bị máy yếu không? Cái neo ảnh lừng chừng phía trước này các bạn thấy chưa? Mình nói gì gan không? Biết ngay mà. Máy quay này mình quay rất là xa nha. Hiếm khi thấy được mà những cái gã khổng lồ thế này mà quay đầu mà chạy lắm nha các bạn. Đó, anh đạp kìa. Wow, nó có hai cái chậu hai bên. Đây các bạn, cho các bạn xem cái lúc đóng hầm nha. Wow, chiếc tàu siêu to siêu khổng lồ đóng hầm cũng rất là hiện đại. Kia đang chạy lại kìa. Thấy chưa, xịt cái luôn. Hai người đứng hai bên ha. Wow, cái này đã thiệt chứ. Chạy có rất là có lập trình ha. Còn hai miếng nữa nè. Bự cũng thiết đó ta. Còn một miếng nữa. Wow, ở dưới nó có cái giống như một cái gì đó. Mình không biết chưa cái gì luôn. Mấy chị em phụ nữ đi xà lan này.
rất là nhanh nhẹn ha. Khi mà con gái dùng trong nước thì các bạn biết là nó khỏi chơi. Đó, anh gác lên trở lại với cái cẩu nha, cẩu gác lên đây nè. Chá nắng rồi các bạn. Rất là có quy tắc ha. Ok. Cái cẩu này là rất là bự nha, mình không biết bao nhiêu tấn luôn. Rồi giờ này xuống. Ủa rồi bây giờ thì mình đã qua bên đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy khủng khiếp chưa? Bây giờ thì quay cho các bạn mọi người xem cái neo mà của cái chiếc ủa anh, cái chiếc này nó mấy chục ngàn, mấy bao nhiêu ngàn tấn anh? Dạ không có nha. Dạ không có, gọi là có cơ. Dạ dạ, anh thuyền viên ảnh không có gõ nha các bạn. Đây cho các bạn xem cái chiếc siêu to này buộc neo này. Đó, ừ, chiếc này bự. Đó, các bạn thấy chưa, chữ gì đây không biết chữ gì luôn, quá bự. Đây cái mỏ neo, cái phao đằng này nè. Đây là ở mỏ trước ha. Đó, đằng kia thì cũng có một chiếc nữa. Đây là ở phía trước ha. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi ở phía sau. Đây là những chiếc ghe mà chuẩn bị đem qua chiếc tàu biển bên đó. Đó, các bạn thấy hai cẩu chưa? Bây giờ thì mời các bạn mọi người ra phía sau để coi cái neo ở phía sau ha. Đây trên sáng trên cái cằn. Đó. Các bạn thấy cái dạ cái chỗ này cằn nha. À cái phao phía sau nè. Thấy chưa? Dưới đó là nguyên một khối bê tông khổng lồ dưới đó, đây cái đích nè. Má ơi nó bự dã man. Đây bây giờ thì cho các bạn ngồi xem ghe cổ xung quanh nó chạy như thế nào ha. Đây chiếc ghe này chiếc ghe đục nè. Quá wow, hôm nay là một nội dung thập cẩm luôn rồi các bạn. Chạy xuyên xuyên qua đó luôn. Bên kia thì một chiếc Hải Phòng nữa kìa, chiếc nào nấy to khủng khiếp, dây nào dây nấy một cái thì chóc mặt các bạn. Hôm nay thì mình đã chạm chân lên được tới trên chiếc này rồi. Chiếc này thì có trọng cái cần cẩu nãy mình nói là 10 tấn ha, 10 tấn nhân 4,5, dài chắc 15 mét. Đó có thông số kỹ thuật ở trên đó các bạn thấy ha. Trên kia thì cả một cái hệ thống gì mình cũng không biết luôn, nó tối tăm lắm nha các bạn.